Xin chào tất cả các phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong vở bài tập toán lớp 4 tập 1. Hôm nay chúng ta sẽ làm bài số 7 luyện tập trang số 9. Bài số 1, viết số thích hợp vào chỗ chấm. Câu A 14.000, câu B 15.000, câu C 16.000. Tiếp theo D theo thứ tự. Như vậy là 14, 15, 16. Như vậy cách nhau là bao nhiêu? 1.000, 1.000, 1.000, đúng không? Số này chúng ta lấy số này thì chúng ta cộng 1.000. 16 thì lấy 15 ta cộng 1.000. Vậy cái này ra là 17.000, đúng không? Tương tự là 18.000. Cứ cuối cùng là 19.000. Câu B 48.600, 48.700. Và 600 ta cộng 1 ra 700, 700 ta cộng 1 là 48.800. 800 ta cộng 1 cộng 100 thì ra 900. 900 ta cộng cho 100 thì ra là 49. 49.000. 49.000 ta cộng 100 ra 49.000. Câu C 76.870. Tương tự 70 lên 80, 80 lên 90. Như vậy cách nhau là 10, đúng không? Vậy chúng ta lấy này chúng ta cộng thêm 10. Cộng thêm 10 là gì? Cái này là 0. Cái này cộng 10 là 0 với 1, 9, được không? 76, 9. Rồi chúng ta cộng cho 10 nữa là 76, 9, 10, được không? Rồi 76 cộng cho 10 nữa là 76, 9, 20. Câu D 75.697. 97 là lên 98 nè, được không? 97 lên 98 cộng 1 thì ra là 99. 75, 6, 99, được không? 699 ta cộng 1 thì ra là 700 nè. 700 ta cộng cho 1 ra 701. 701 ta cộng ra 1 nữa thì 702. Bài số 2, viết số hạt chữ thích hợp vào chỗ trống. Bài số cái đầu tiên thì người ta họ viết số là 853.201, được không? Như vậy hàng đơn vị là 1, hàng chục là 0, hàng trăm là 2, hàng nghìn là 3, hàng chục nghìn là 5 và trăm nghìn là số 8, được không? Rồi viết 853.000 200 lên 1, 200 lên 1. Rồi cái này thì đơn giản, người ta đã cho số rồi, được không? Rồi mình cứ viết theo thôi. 730130, được không? Đọc 730.130. 730.130 130. Rồi cái này người ta cho sẵn thì mình cứ ghi 62 1 0 1 0, được không? Vậy 62 621.000, 621.000. Không trăm 10. Được rồi. 010. 400.000. 400 này. 301. Nè. Vậy 4 0 0 3 0 1. Bài số 3. Nối theo mẫu 376.000. 376.005, 005, 376.005. Rồi người ta cho mẫu rồi. 407.310, 407.310. Đây. tám trăm mười nghìn không trăm hai mươi mốt, đây 765.070, 765.070, đây 4. Viết 4 số có 6 chữ số, mẫu số. Rồi. Chúng ta viết câu A. Đều có 6 chữ số 1 2 3 5 8 và 9. Rồi chúng ta đếm xem 1 2 3 4 5 6, đây là có 6 chữ số rồi đúng không? Và chúng ta viết luôn số đầu tiên luôn đi. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 5 nè, 8 nè, 9 nè. Rồi, được một số. Rồi, số thứ hai. Chúng ta sẽ đảo con số 1 và con số 2 này, đúng không? Chúng ta sẽ đảo là 2 1. Rồi cái số sau chúng ta giữ nguyên 3 5 8 9. Được không? Rồi tiếp theo chúng ta đảo con số 3 này ra đứng trước. Được. Con số 3 này, con số đầu tiên là con số 3 ra đứng trước. Được. 3 1 2 nè, 3 này. 3 ra đứng trước này, 3 này, 1 2 này. Được. Rồi thứ 2 này, thứ 5, con số 3 này đem ra ngoài rồi. Con số 5, con số 8, con số 9. Được. Rồi tương tự con số 3 đứng ra ngoài đúng không? Rồi tới con số 5 này đứng ra ngoài. Số 5. Rồi con 1, con 2. Rồi con số 3, số 5 mà mình đã đem ra ngoài rồi. Vậy còn lại số 8, số 9. Nào, 4 số. Có nhiều số lắm nhưng mà chúng ta người ta yêu cầu là viết 4 số thôi. Rồi, câu B. Cũng tương tự vậy. Nhưng mà con số này là con số 0. Số 0 đứng đầu tiên nó không có ý nghĩa. Nếu những số 0 đầu tiên thì nó trở thành là con số có 5 chữ số thôi. Được không? Cho nên đầu tiên chúng ta sẽ lấy con số 1 là tới con số 0. 2, 3, 4, 5 một số được không? Rồi chúng ta sẽ đảo con số 2 này lên nha, số 2 này, chứ số 0 thì chúng ta đảo lên thì nó trở thành con số có 5 chữ số rồi. Rồi con 2 này, con 1, con 0, 3, 4, 5 được không? Rồi. Rồi tiếp theo là tới con gì? Con 3. Con 3 là đảo lên. 3, 1, 0, 2, 4, 5 được không? Rồi. Cuối cùng con 3 tới con 4. 4 tới 1, thứ 0, thứ 2, thứ 3. Con số 4 này đã đem ra ngoài rồi, nhận tới con số 5. Nè. Chúng ta làm theo thứ tự như vậy cho nó khỏi bị xấu, bị thiếu. Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.